đây là tất cả các loại rau còn lại trong nhà đó. Thì trong tủ lạnh thì lấy ra xào. Gót chuông, rồi cái này là mướp tây. Rồi cái đậu Hà Lan. Đó, nhưng mà vẫn ngon đó các bạn ha. Thì bỏ thêm cả bột năng nữa. Rồi thịt heo với lại nấm.